Do Thái lên án việc Liên Âu cấm dùng tiền viện trợ xây dựng khu định cư tính từ Jerusalem. Hôm nay, Do Thái đã lên án quyết định cấm dùng tiền viện trợ để xây dựng khu định cư của Liên Âu, nói rằng quyết định của Liên Âu là một sự sai lầm rất lớn, làm phức tạp thêm nỗ lực hòa bình. Một viên chức Liên Âu đã xác nhận trên tờ báo Haaretz rằng quyết định đã được đưa ra trong tháng trước. Viên chức Liên Âu này nói rằng quyết định sẽ có hiệu lực vào năm tới. Từ lâu, Liên Âu đã chống lại việc xây dựng khu định cư trên các vùng đất Do Thái chiếm đóng sau chiến tranh 1967. Ông Sylvain Shalom, là một thành viên trong nội các an ninh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói rằng Liên Âu đã là một sự sai lầm lớn. Từ lâu, Liên Âu đã giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình, nhưng quyết định này cho thấy Liên Âu sẽ không còn giữ được vai trò này nữa vì đã không có thái độ cân bằng trong cuộc xung đột Do Thái và Palestine. Quốc tế không công nhận việc Do Thái xây khu định cư trên vùng đất chiếm đóng. Người Palestine nói rằng đây là hành động tước đoạt đất đai, làm cho Palestine không thể thành lập một quốc gia có lãnh thổ liên tục. Tòa án Thế giới đã tuyên bố việc Do Thái xây dựng khu định cư là hành động bất hợp pháp. Tại khu định cư Hakoma, người dân ở đây nói rằng người sống ở Do Thái và ở Tây Ngạn không có gì khác biệt vì Tây Ngạn cũng là đất đai của Do Thái. Cuộc đàm phán hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian đã bị đổ vỡ vào năm 2010. Chính phủ Obama đang nỗ lực phục hồi lại cuộc đàm phán, nhưng Palestine tuyên bố chỉ quay trở lại bàn đàm phán khi nào Do Thái ngừng xây cất khu định cư.